chương 01 trùng sinh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chu tòng văn đứng tại quen thuộc lại xa là trước cửa ngẩn người cửa là bằng gỗ lộ ra một cổ mới vừa quét xong thấp kém mùi dầu nói có chút gây mũi hắn phát hiện chính mình trùng sinh một giây đồng hồ trước hệ thống điên cuồng báo cảnh nhắc nhở chu tòng văn làm tốt phòng hộ một giây sau đầy trời hồng quang biến mất hắn liền đứng tại cánh cửa này phía trước quen thuộc cửa phòng làm việc không tiếng động nói cho Chu Tòng Văn năm nay là năm 2002, rất nhiều năm trôi qua, hắn còn rõ ràng nhớ nơi này sẽ tại cuối năm xây lại trở thành khoa tim mạch phòng giám sát nhỏ. Phía bên phải xương hông bộ truyền đến một trận như có như không đau đớn, Chu Tòng Văn biết rõ đây là ảo giác, nhưng đau đớn nhưng không gì sánh được chân thật. Năm 2003 SARS virus tàn phá bừa bãi, Chu Tòng Văn báo danh chóng lại tình hình bệnh dịch nhưng khoa ngoại lòng ngực vương chủ nhiệm nhưng lén lút chụp xuống chu tòng văn chuẩn bị mang đến tiền tuyến lúc ấy số lượng không nhiều ba m khẩu trang chu tòng văn rơi vào đường cùng đành phải mang theo khẩu trang vải lên tuyến một chiến trường khẩu trang vải căn bản là không có cách phòng ngự virus cho nên chu tòng văn nhiễm bệnh đi qua trường kỳ đại lượng hốc môn xung kích cùng với tương ứng điều trị người mặc dù sống nhưng phổi trái hoàn toàn mất đi công năng phía bên phải chỏm xương đùi vô khuẩn tính hoại tử năm 2008 hắn làm phẫu thuật thay khớp hắn, nhân sinh té ngã thấp nhất cốc. Từ sau lúc đó chẳng biết tại sao có hệ thống phụ thể, từ đây mở ra một đoạn bậc hát nhân sinh, xuôi gió xuôi nước trở thành đỉnh cấp vượt chuyên nghiệp phẫu thuật bác sĩ, sinh mệnh khoa học lĩnh vực tân duệ, bắt đầu khiêu chiến ung thư điều trị đồng thời đã lấy được thành quả bước đầu. Hôm nay, một trận chẳng biết tại sao tai nạn xe cộ về sau, nam nhân kia, trở về. Trở lại năm 2002, trở lại ban đầu nguyên điểm phụ cận chu tòng văn tay đáp lên chốt cửa bên trên nhẹ nhàng ép xuống không hề bận tâm trong lòng rất hiếm thấy sinh ra một cổ thấp thỏm chi tình mở ra cửa phòng làm việc chu tòng văn ngươi mẹ nó là thế nào viết bệnh án là cái kia sư nương dạy dỗ một cái trầm thấp tiếng mắng truyền đến theo tiếng mắng cùng một chỗ truyền tới còn có quen thuộc làm bằng sắt kẹt bệnh án bay tới chu tòng văn nhíu mày tránh né kẹp bệnh án, phanh, một tiếng nện ở cửa phía sau bên trên. Giấy bệnh án tản mát, yếu ớt nằm trên mặt đất. Đây là Mẹ nó năm 2002 Đáng chết năm 2002 Viết tay bệnh án Hiện tại là năm 2002, điện tử hóa bệnh án còn muốn một năm rưỡi phía sau mới có thể thường tuyến. Chu Tòng Văn nhìn xem trong trí nhớ một mực không quen nhìn chính mình, đối liền đánh mang mắng lão chủ nhiệm sinh long hoạt hổ, sụ mặt, quệt miệng, giống như là chính mình làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm đồng dạng ngồi tại trước mặt. Hắn không có tức giận, ngược lại một trận vui mừng. Bức tranh này hắn nhớ, bệnh án ghi chép là một cái ngoại thương dẫn đến cấp tính suy thận người bệnh, người bệnh bởi vì đại lượng bù dịch dẫn đến suy thận tăng thêm, sau hai ngày tử vong. Người bệnh lúc đầu không đến mức tử vong, nhưng bởi vì điều trị sai lầm dẫn đến bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu. Chu Tòng Văn còn nhớ rõ sau hai ngày chính mình trời vừa sáng vội vàng chạy đến bệnh viện, tên kia 26 tuổi Nam Hoàng đã không cách nào nằm thẳng, trong thân thể có quá nhiều chất lỏng nhưng lại không cách nào đẩy ra dẫn đến hắn chỉ có thể ngồi ngay ngắn hô hấp, người bệnh trong ánh mắt mang theo cầu khẩn, trong mông, vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Tòng Văn. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh điều khiển bên dưới, hắn dùng tay run rẩy giữ chặt chu tòng văn quần áo trắng nhưng một câu cầu khẩn lời nói đều nói không đi ra hắn không muốn chết chu tòng văn cũng không muốn hắn chết thế nhưng hắn không thể không chết căn cứ vương thành phát chủ nhiệm chỉ thị đại lượng truyền dịch xong mở ngăn chặn ống thận khẳng định sẽ đem hắn tươi sống chết đuối ngay sau chu tòng văn thỉnh thoảng sẽ nhớ lại cái này người bệnh trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có hối hận người bệnh chết chính mình có nhất định trách nhiệm chính mình trình độ kỹ thuật không đủ tinh xảo cũng không có biện pháp lấy tiểu bác sĩ thân phận chất vấn vương thành phát chủ nhiệm phương án trị liệu người bệnh chết rồi vương thành phát đem oan ức ném tới chu tòng văn trên thân cuối năm hắn liền bị đá vào khoa cấp cứu chính mình một lần nữa sống một lần còn có thể để lão già này khi dễ chu tòng văn bỗng nhiên cười dương quan sáng lạn tất nhiên trở về người bệnh sẽ không chết vương thành phát cũng mẹ nó không biết tốt liền cái bệnh án cũng không biết viết, còn mẹ nó nói mình là cái bác sĩ, liền ngươi, cũng xứng. Vương Thành phát chủ nhiệm khinh bỉ nhìn xem Chu Tổng Văn, dùng hắn đặc thù âm thanh nói. Từng có lúc, Chu Tổng Văn nhìn thấy treo trên tường vương chủ nhiệm bức ảnh đều sẽ tim đập quá nhanh. Năm 2002 còn không có vua cái từ này, hiện tại hắn biết rõ quấy nhiễu chính mình rất nhiều năm tâm tình tiêu cực là từ đâu tới. Vương chủ nhiệm không biết ta bệnh án cái nào viết sai chọc ngài phát lớn như vậy tính tình chu tòng văn rất lãnh tĩnh ngồi xuống thu thập bệnh án chữ ngài bị hắn cắn rất chết chỉ cần là người đều có thể nghe ra trong lời nói không thèm văn phòng bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại ngươi làm sao cùng sư phụ nói chuyện đâu chu tòng văn một cái tuổi trẻ bác sĩ vỗ bàn đứng lên cầm tức nhìn chu tòng văn hắn gọi vương cường cùng chu tòng văn một giới điểm tới vừa mới thành lập khoa tim mạch bởi vì vương cường có thể uống rượu, sẽ vuốt mông ngựa, cho nên rất được vương thành phát chủ nhiệm thích. Mà chu Tòng Văn sở dĩ không được lão chủ nhiệm thích, cũng là bởi vì lần thứ nhất phòng ban liên hoan thời điểm hắn cự tuyệt trước mặt ly kia ba lượng ba rượu đế. Với tư cách một tên hợp cách chó săn, vương cường ngay lập tức nhảy ra, đây cũng là vương thành phát thưởng thức hắn một điểm nữa. Thân là chủ nhiệm, nếu là cùng một tên tiểu bác sĩ tại chỗ cãi vã, vậy quá mức khó coi cho nên vương cường là thời điểm nhảy ra thay vương thành phát chất vấn chu tòng văn chu tòng văn nhìn thoáng qua vương cường mỉm cười nói ta chính là hỏi một chút vì cái gì ngươi nhảy như thế cao là muốn cắn ta sao ngươi vương cường không nghĩ tới luôn luôn trầm mặc ít nói chu tòng văn vậy mà trực tiếp trách mắng chính mình hắn chẳng lẽ không muốn làm sao ta một mực nói chuyện cẩn thận lại không có cầm kẹp bệnh án đập phá người ngươi cứ nói đi vương cường vừa nói, Chu Tổng Văn một bên chỉnh lý tốt bệnh án, đi đến một cái ghế phía trước ngồi xuống, mở ra bệnh án, lật đến ghi chép quá trình mắc bệnh. Năm 2002 bệnh án còn là viết tay, nhìn xem quen thuộc chữ viết, Chu Tổng Văn có chút hoảng hốt. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua giấy bệnh án, như vậy rõ ràng, hắn ngẩng đầu. Ánh mặt trời rơi vào trên mặt, Chu Tòng Văn hơi hơi hiếp mắt, nhưng hắn không có tránh né, vô luận là ánh mặt trời chói mắt còn là vương thành phát hung ác nham hiểm ánh mắt. Vương chủ nhiệm, người nói là ngày hôm qua kiểm tra phòng ghi chép đi. Chu Tòng Văn ung dung nói, ghi chép quá trình mắc bệnh bên trong viết rất rõ ràng, vương thành phát chủ nhiệm nhìn người bệnh phía sau chỉ thị, cho mỗi ngày 3.000ml chất lỏng. Lợi dụng đại lượng chất lỏng xong mở ngăn chặn ống thần cục máu đông Không cần nhìn bệnh án, Chu Tòng Văn cũng biết chính mình viết cái gì Năm 2002 thành phố cấp bệnh viện chữa bệnh xoay ngang thật là thấp A, à, hắn không nhịn được ở trong lòng cảm khái một câu. Như thế hoang đường phương án trị liệu vậy mà có thể xuất hiện tại trong bệnh viện, nếu là đổi lại mười mấy năm sau, nhất định sẽ bị mắng cái vòi phun máu chó. Có thể lúc này quốc gia vừa mới tại năm ngoái gia nhập thế mậu tổ chức, hậu tích bạc phát kỳ tích vừa mới lên diễn, còn không có truyền đến chữa bệnh hệ thống. Hiện tại toàn viện không có một đài máy thẩm tách toàn thành phố đoán chừng cũng không cao hơn năm đài cái này cùng sau đó tùy tiện một nhà chuyên khoa bệnh viện tư nhân liền có mấy chục đài máy thẩm tách tình huống hoàn toàn khác biệt chu tòng văn chỉnh lý cảm xúc nhìn xem vương thành phát mỉm cười nói vương chủ nhiệm ta cân nhắc người bệnh là đè ép hội chứng lúc ấy ngươi nhìn bệnh nhân phía sau ta đề xuất ý kiến của ta nhưng bị ngươi cắt ngang hiện tại một lần nữa nói một lần ta cho rằng người bệnh tình huống là ngoại thương phía sau huyết dịch cùng tổ chức protein phá hư phân chia phía sau có độc ở giữa chất chuyển hóa bị hấp thu vào máu, cho nên đưa tới ngoại thương phía sau cấp tính ống thận hoại tử. Đương nhiên, ngươi là chủ nhiệm, tại điều trị bên trên ta không nói gì quyền lợi. Thế nhưng, Chu Tổng Văn nhìn chầm chầm vương thành phát con mắt, lạnh lùng nói, ta tại ghi chép quá trình mắc bệnh bên trong nhớ kỹ lời nói có phải hay không là ngươi ngày hôm qua nói có một chữ là ta biên sao? trong phòng làm việc không khí bị đông cứng thành băng cứng, không thể thở nổi. không người nào dám như thế cùng vương thành phát vương chủ nhiệm nói chuyện, từ trước đến nay đều không có. mấy chục năm trước, vương thành phát dẫn người đem toàn thành phố lớn nhất trong bệnh viện lão chủ nhiệm đều đánh một trận, đuổi đến nông trường uy con thỏ, sau đó hắn liền trở thành mẫu chính bác sĩ. mặc dù trình độ không đủ, năng lực cũng bình thường, nhưng hắn lá gan lớn hơn 20 năm tích lũy xuống còn là thu được một chút xã hội tán thành. Vương Một Đao cái tên này có đôi khi cũng sẽ bị người nhấc lên. Mà còn Vương Thành phát dài đến cường tráng, hung hãn, quê quán nuôi hồ ly hộ chuyên nghiệp tại giết hồ ly thời điểm đều muốn mời hắn trở về, cũng bởi vì trên người hắn có một cổ sát khí. Tại bệnh viện, nhất là khoa tim mạch bên trong, tất cả mọi người thấy được Vương Thành phát thời điểm đừng nói mạnh miệng, liền thở mạnh cũng không dám từ trước đến nay không ai dám trực tiếp cùng vương thành phát nói như vậy hôm nay chu tòng văn trở về hắn đối vương thành phát không có một chút sợ hãi bốn mắt nhìn nhau hỏi sắc nhọn nhất vấn đề người mẹ nó chẩn bệnh có sai điều trị không hợp thói thường vẫn ngồi ở cái kia nói đông nói tây có xấu hổ hay không trong phòng yên lặng ngoại trừ có thể nghe đến vương thành phát nặng nề tiếng hít thở bên ngoài những người khác liền thở mạnh cũng không dám chu tòng văn đảo mắt một tuần nhất là nhìn thật sâu vương cường một cái các đồng nghiệp ánh mắt kinh ngạc bên trong càng nhiều hơn chính là sợ hãi giống như là nhìn người điên nhìn xem chu tòng văn hắn làm sao dám như thế nói chuyện với vương chủ nhiệm là ai cho hắn dũng khí chẳng lẽ chu tòng văn điên rồi sao hắn không muốn làm chu tòng văn đem bệnh án thả tới trên mặt bàn đứng lên đến phía trước cửa sổ cầm lấy thứ tư bản nội khoa học lật đến đè ép hội chứng chương tiết đem sách trùng điệp đập vào vương thành phát trước mặt vương chủ nhiệm sách giáo khoa bên trên viết rất rõ ràng phạm vi là vào vào nhỏ hơn ra giấy trắng mực đen viết rõ ràng ngươi sẽ không phải không biết đi vương thành phát mặt đã theo mây đen giăng kín biến thành sấm sét vang dội ngươi là chủ nhiệm ta là hạ cấp bác sĩ trên lý luận hẳn là tôn trọng ngươi hội chẩn ý kiến thế nhưng chu tòng văn lên giọng ánh mắt nhìn chăm chú Vương Thành phát con mắt, không hề nhượng bộ chút nào. Ta muốn biết rõ ta như thế viết bệnh án đến cùng không đúng chỗ nào, mời ngươi nói rõ một chút. Toàn khoa phòng người hô hấp tạm dừng, thậm chí tất cả mọi người có một loại tim đập đột nhiên dừng áo giác. Luôn luôn trung thực chu tòng văn hắn. Hắn điên thật rồi. Cái này mẹ nó là tại tìm đường chết. Là vì ta đem ngươi đã nói lời nói đều ghi chép lại, cho nên phạm sai làm sao ngươi là chủ nhiệm, đã nói có chỗ nào người không nhận ra. Cái khác bác sĩ, các y tá giống như là chim cút đồng dạng tận lực để thân thể của mình thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa, để tránh bị vương chủ nhiệm thấy được nhận tai bay và gió. Cái gì là hội chứng vùi lấp tại bọn họ trong ấn tượng đã mơ hồ, nhưng cái này đều không trọng yếu, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Chu Tổng Văn cùng Vương Thành Phát trong lúc giằng co. Vương Thành Phát thân hình cao lớn khôi ngô, cho dù ngồi tại trên ghế cũng có một cổ khí thế làm người ta kinh ngạc sợ hãi chu tòng văn hắn vậy mà tại khí thế bên trên không kém chút nào trên cao nhìn xuống cứng rắn đè ép vương thành phát phát ra một tiếng lại một tiếng chất vấn chu tòng văn ngươi có lá gan lặp lại lần nữa vương thành phát đè nén xuống phẫn nộ của mình trầm giọng nói một vệt nụ cười xuất hiện tại chu tòng văn trên gương mặt nhẹ nhàng mà vui vẻ ngài là lớn tuổi lỗ tai kém còn là con mắt hoa nhìn không thấy trên sách chữ. Chu Tòng Văn cười hỏi. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Ngươi là muốn nói với ta để ta lăn ra khoa ngoại lòng ngực, đi khoa nhân sự đưa tin đi. Chu Tòng Văn rất bình tĩnh nói, vương chủ nhiệm, ta khuyên ngại một câu. Hắn hắn giọng một cái, mỉm cười nhìn xem vương thành phát, ngươi còn không phải chủ nhiệm, mà là phòng ban người phụ trách, có thể ta coi ngươi là chủ nhiệm tôn trọng. Nhưng vô luận như thế nào, đầu tiên ngươi là bác sĩ. Tìm không được ta chữa bệnh bên trên vấn đề, giống bác phụ hồ độ, đối ngươi vương thành phát thanh danh không tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là còn để ý thanh danh lời nói. Bác phụ. Chu Tổng Văn vậy mà nói như vậy Vương Thành Phát, cái khác bác sĩ y tá không những không dám nói lời nào, thậm chí liền hô hấp đều vô ý thức ép rất nhẹ. Bọn họ dùng đầu ngón chân gãy đất, đã móc ra ba phòng ngủ một phòng khách diện tích. Đúng rồi, Vương chủ nhiệm, ngươi chỉ là một tên phòng ban người phụ trách, ta là khu mỏ quảng công nhân viên, ngươi không có quyền lợi khai trừ ta. Chu Tòng Văn khẽ cười nói. Chú thích. Người mới sách mới, cầu phiếu đề cử. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.